Xin chào cả nhà nha. Dạ, hôm nay em lên video số 73 nha cả nhà. Video hôm nay là gồm có là 21 con máy câu ha. Giá bán trong video đã được bao ship nha cả nhà. Cả nhà nhận hàng kiểm tra và thanh toán ha. Trong video hôm nay là gồm có là nó một số là máy làm mới máy mới tinh nha cả nhà, như những con Sahara này. Đó. Máy mới tinh đắt nó cao đắt không 2022 ấy. Dạ, em nhập về em bán thử nghiệm nha. Cả nhà có nhu cầu thì ủng hộ em nha. Dạ, em cảm ơn cả nhà nhiều. Hồi đầu tiên em là con máy số 1 nha cả nhà. Số 1 là em có một con Navi, con Navi 2000. Con này là đời, nó đời đời 1992 nha cả nhà. Mà nó là một con máy trưng bày nha. Nó mới tinh nè, mới kèn luôn. Chưa có xuống nước luôn. Hoạt động thì rất nhẹ nhàng. Đấy. 2000. 2 triệu. Đời 92 năm nay nó già lắm rồi cả nhà, nó 30 tuổi rồi cả nhà. Ở quê em 30 tuổi là mấy đứa rồi đó. Thì con này nó còn đầy đủ phụ kiện nha cả nhà. Hợp nè. Con này anh em sưu tầm chơi được ha. Không nhiều tiền. Đây. Túi nè. Sách nè. Các thứ. Và khú đế. Máy rất là đẹp nha cả nhà, máy như mới tinh luôn đấy. Mua mình sống lưỡi gà đầy đủ ha. Nhưng thế mà nó còn này mà nó đã xài qua rồi thì bán không không được nhiều tiền nha cả nhà. Thích còn thích, nó còn mới tinh nè ha, có thể mình mua về mình trưng bày. Đổi tay trái phải bình thường nha cả nhà. Con này hàng Mã Lai ha. Đây, 2 triệu. Máy mới tinh không có dấu trầy luôn. Trước này còn mới nữa. Thôi, con này thông số nó như sao nha cả nhà. Đây ha, radio 5.2 nè, tải được 3 kg, nặng 270 g, trả được tới 4 mặt đạn. Cước số 2 cho được 150, số 3 100, số 4 là 70 m nha cả nhà. Hàng Mã Lai xuất Nhật nha. Đây, con này mã số 1 anh bán giá là 750.000 bao ship nha cả nhà. Rồi, em sẽ mua trưng bày chơi ha. Mới tinh. Mã số 1 750.000 bao ship nha. Tiếp đến mã số 2. Mã số 2 là một con Sedona. Con này là con Sedona C3000. Mua bên shop lưỡi gà đầy đủ. Con này là 2021, 2022 gì đó. Này nó xài rồi nha cả nhà, nó xài lướt qua rồi. Còn mới tinh này nha. Này có sử dụng rồi nha. Xài rất là ít. Đổi tay trái phải bình thường. Mình sống lưỡi gà đầy đủ nha. Tạm thì siêu mượt. Đời này nó đã bỏ cái chốt trả ngược rồi nha cả nhà. À, nhưng mà ngộ nha. Cái đời mấy đời mà 2017, 2016, 2017 tới 2021 thì nó không có này, không có cái chốt này hết đó nha. Nhưng mà những con xa ra 2022 nó lại sản xuất lại cái chốt này cả nha. Đó. Cười lắm nha.
Rồi, tay quay đổi trái phải bình thường. Một con máy không có dấu trầy gì luôn ha. Nó ngoài con này là có xài rồi nhé. Xả nước rồi. Đây nó còn hộp sách. Còn hộp sách nha các nhà. Đây thông số của nó là radio 5 chấm. Tải 9 kg ha, nặng 250 g, chạy bằng 4 mặt đạn. Dây. Dây là dây số 3 vô được 150 nha các nhà. Rồi. Con này là mã số 2. Mã số 2 em bán giá 1.100.000 bao ship nha các nhà, 1.1 triệu bao ship nha. Rồi, tiếp đến là mã số 3. Mã số 3 giới thiệu cả nhà một con Nessa. Nessa V nè, đó. Con này là CV 2500S, con này là đời 2020. Trong này nó còn một cụm VE mới tinh nha cả nhà. Thì con này cũng là hàng nó cũng đã xài lướt qua rồi ha. Nó còn rất là mới luôn. Con này cũng có xài lướt qua rồi. Rất là mới. Động thì siêu mực. Nuôi sống lưỡi gà đầy đủ nha cả nhà. Đó, con này thì nó cũng bỏ cái chốt này rồi. Nó chỉ có một chiều thôi. Đổi tay trái phải bình thường ha. Rồi con này thì cũng có hộp. Đây hộp. Sách. Con nào nó có cái hộp không mà nó không có sách. Hình như con này, con quỷ này nè. Đúng rồi. Đây con quỷ này chỉ có cái hộp thôi nha cả nhà, con số 2 á. Có cái hộp thôi, còn sách nó dục rồi. Quỷ số 2 có cái hộp thôi ha. Ở đây là số 3. Đây thông số của máy này sao nha. Radio 5.0. Tải được 4 kg ha. Nặng 270 g. 3 bạc đạn BB gì nè. Đó. Cộng một cái rô to ruler. Dây số 5 được 100 m, số 4 được 115. Ồ, này số 4 không phải. Ồ, sao để dây khó hiểu quá. 4 lb, do được 115 m, 115 da. Này là dây mét nè, không dây 0.18 vô được 120 m. Đó. Rồi, con này là mã số 3, giá 1 triệu bao ship nha cả nhà. Nó mới khen ha. Đổi ra trái phải bình thường. Rồi. Đến mã số 4. Mã số 4 là một con Daiwa Legalit. Con này là con Daiwa Legalit nè. LT2500SXH. Thì cũng là một con máy này, cũng là một con xài lướt qua thôi nha cả nhà. Con này là hàng Việt Nam xuất Nhật ha. Kèn nuôi sống lưỡi gà đầy đủ. Con này thì hoạt động nó quay như cái đèn cù. Đây chú chặn 2 chiều, đổ tay trái phải bình thường nha cả nhà. Con này nó cũng còn hộp sách đầy đủ nha. Đây, Legalit. Thông số của nó đây cả nhà. Radio 6.2 nha, nặng 205 g. Mát được 5 kg nha. Chạy được 5 mặt đạn nha. Dây. Dây thì dây gì em không biết nha.
Đó, cả nhà đọc giùm em nha. Rồi, con này là đời 2018 cả nhà. Đây, made in Việt Nam. Đó, ngon luôn. Máy mới kèn, nặng 200g. Nhà tay à. Rồi, đây là mã số 4. Đây mã số 4 là bán giá 1.200.000 bao ship nha cả nhà. Rồi anh em thấy phù hợp với nhu cầu nào của mình thì mình lấy ha. Rồi tiếp tục là mã số 5 nha cả nhà. Mã số 5 là có một con Daiwa. Con này là con Daiwa Exuler 3012H ha. Đây. Mô hình sóng đi ra đầy đủ nha. Con này khá là mới. Nó có chạy một hai vết nè, một xíu nè. Đây xíu là 2, đây xíu là 3. Rồi, chỉ có nhiêu đó thôi nha cả nhà. Thoải mái rất là đẹp ha. Con này là hàng China xuất Nhật nha cả nhà. Đây nó còn cùng VE luôn nè. Lỗ tai em điếc chơi cái kiểu này nhẹt thiệt chứ. Nhỏ xíu. Đó thì rất nhẹ. Nhẹ tai ha. Rồi con này thì cũng còn hợp sách đầy đủ. Trong 21 con máy mới 21 con này là chỉ là hết 220 con có hợp rồi nha cả nhà. Đây radio 5.6 ha, nặng 310 gram, mát là 6 kg. Chạy bằng 4 mặt đạn cả nhà. Dây. Đó, cả nhà đọc giùm em đi nha. Tiền con này là đời 2014. 2012. Đổi tay trái phải bình thường nha cả nhà. Động rất là nhẹ luôn. Rồi, mã số 5. Mã số 5 em bán giá 1.400.000 bao ship nha cả nhà. Khá là đẹp luôn á. Rồi tiếp đến là mã số 6. Mã số 6 giới thiệu cái nhà con Shimano Aerolet ha. 6.000. Đây, một con máy cũng vậy, mới kèn xà beng. Đây nó có chạy giống phải là không, mà rất là nhỏ ít. Sống đi ra đầy đủ nha cả nhà. Con này cũng hợp túi sách đầy đủ ha. Có túi không nha? Khoan, hợp thì có nè. Hợp và sách thôi nha cả nhà, lắm không có túi nha. Báo vậy chứ mốt kiếm cái túi đâu ra bỏ vô không biết. Hoạt động thì nhẹ te ha. Đổi tay trái phải bình thường nha cả nhà. Đây giúp chặn hai chiều. Chống trả ngược ha. Đây là con này là hàng Malai. Đây.
số 6. Mã số 6 đây em bán giá 1.3 triệu bao ship nha cả nhà. Hệ thông số của nó nè, radio 4.7, tải được 9 kg ha, nặng 540 gram. Con quỷ này xài có hai cái quạt đạn nó chạy về mình cái này gặp mình là mình độ hai quạt đạn này luôn ha. Trời ơi, con này đời 99, thước số 4 vô được 240, số 5 109, số 6 là 150 nha cả nhà. Thì cái con này cái thân nó là bằng nhôm kim loại gì nè, nó có để vô đây nè, đây body nè, aluminum gì nè đó, cái thân nó bằng nhôm gì vậy trên này nha cả nhà. Rồi, mã số 6 giá 1.300.000 bao ship nha cả nhà. Hoạt động rất nhẹ nha. Đây, chỉ lắc nhẹ tay đã đi thôi. Đường cước trong này còn rất là mới nè, có thể xài sử dụng được nè. Rồi, mã số 6 giá 1.3 triệu bao ship. Tiếp đến là mã số 7. Số 7 em giới thiệu đến cả nhà là một con Navi. Con Navi 6.000. Để em lao cái đó cả nhà. Các bạn ẩn quá trời. Đây, mã số 6 em giới thiệu với nhà con Navi ha. Con Navi 6.000. Con này thì giống như nó hàng trưng bày cả nhà. Nó mới chát, nó không có cái dấu xước, dấu chạy gì luôn. Màu đen nó bóng lưỡng rồi đó, như dế than. Bóng. Đó cả nhà để ý là cái ánh bóng này nè ha. Đó nó có xước là mình sẽ thấy liền à. Nó hàng là như nó trưng bày chứ nó không có xài luôn cái gì, không có xước, không có dấu gì luôn á, không có thấy lông mèo gì luôn. Em quay ra chỗ em nghiêng cái ánh bóng cho cả nhà thấy ha, đó, nó có xước là mình sẽ thấy ngay à. Màu đen này nó mà mình đã quay để né né nó là nhìn lòi con mắt cũng không thấy. Rồi mình sống đi gài đủ thì cái máy này nó vô cộng dây Sigua nè cả nhà đó, máy keng ha, cái bịch lô này cũng là Sigua luôn nè. Em đọc vậy nha, tại vì em không biết tiếng Anh, tiếng U gì đâu. Em nói dần này tiếng Việt rồi. Đó. Đừng có rầy em mà được. Ở đây cái ông chủ trước, ông ghi cái gì trên này nữa nè. Đây có đọc được cái chữ 30m rồi. Còn cái này là ông ghi cái gì là không biết luôn nha. Kỹ lắm luôn á, ghi lên xong nó lấy bằng keo, nó dán lại cái này. Đây nè, còn dấu keo nè, đó. Em kêu khều ra cho cái nhà đó, nhà thấy không? Nó ghi cái này cái gì vậy? Em thắc mắc hoài quá. Ra biết là chữ này chữ gì. Dịch đây mà em ha. Em thắc mắc cái này mà em không biết cái gì. Hoạt động thì siêu nhẹ nha. Siêu mượt luôn á. Đèn thui, có dùng con dế than. Rồi, con này thì nó vẫn còn hộp đầy đủ phụ kiện luôn nha cả nhà. Hộp nè, túi, đây, túi của nó nè, giấy gì trong đây tùm lum nè, đồng đền nè,
Đó, túi sách cái thân con này cũng là thân kim loại cả nhà. Đây. Thân kim loại nhôm ha, qua đầy bằng alu gì đó. Radio là 4.7, tải được 9kg, nặng 540g, chạy 4 mặt đạn, thước số 4 thì được 240, số 5 190, chạy số 6 là 150m. Rồi. Con này cũng đời 99 nha cả nhà. Đấy, đời 99 ha, giá bán là 1.700.000 bao ship nha. Rồi 1.700.000 bao ship nữa nha. Máy đầy đủ phụ kiện ha. Con máy cực kỳ đẹp như con máy mới. Một con dế than. Rồi. Tiếp đến là mã số 8. Mã số 8 giới thiệu với nhà con Dacia. Đời 2021 C3000HG này. Thì con này thì nó có xài lướt qua rồi mà nó mới tin nè. Con này thì kiểu dáng nó rất là đẹp đó nha. Nó dán lá bồ vô đây nữa nè. Này nó bỏ chốt chặn này nha cả nhà. Thì con này thì nó cũng không khác gì con máy mới ha. Hoạt động thì siêu nhẹ. Con này nhẹ. Người ta. Tay quay dặn răng nha cả nhà. Đổi tay trái phải bình thường ha. Này mua bên sóng đưa ra đầy đủ. Con này là hàng Malaysia xuất nhập nha cả nhà. Đây. Hộp và sách đầy đủ nha. Cái dòng này nó không có cái túi nha cả nhà, nó chỉ có một cái bao ni lông gác không. Hộp sách và một cái bao ni lông. Đây thông số của nó, radio là 6.2 ha, tải là 9kg, nặng 240g, chạy bằng 6 mặt đạn, 5 mặt đạn và 1 con lăn, 6 mặt đạn. Dây số 3 cho được 150m nha cả nhà. Thì cái con này em đang bán là cái giá là 1.650.000 bao ship nha cả nhà. Cho con máy 3.000 mới tin thì ha. Ồ HG mà nó cũng chạy được 6.2. Con này XG nó cũng chạy cả đó. Giờ đây là mã số tiếp đến là mã số 9. Để gần bạn em nói xong đó. Giờ đó nó im rồi đó. Đây là mã số 9 là em có cũng là một con Nasi, mà con này là C5000XG nha cả nhà. Thì cũng là một con máy xài lướt vậy ha, cũng mới tin rồi. Đời 2021 luôn. Đó, mình sóc đi ra đầy đủ ha. Con này nó giá được 3 lá bùa. Đây 1 lá. Đây 1 lá nữa là 2 lá. Dưới đây lá nữa là 3 lá. Đọc động thì cực kỳ nhẹ nha. Thì con máy này nó không có trầy trộn gì đâu nha cái nhà. Nó như con máy mới vậy thôi. Còn nó là có xài rồi. Máy mới keng ha, mình mua nên tiết kiệm được khoảng cũng mới ạ. Tay quay cũng dặn răng đó, đổi tay trái phải bình thường, động cực kỳ nhẹ ha. Đó. Nhích cái quay chạy nè.
Rồi. Đây là mã số 9. Mã số 9 thông số. Radio cũng 6.2 đó cả nhà thấy ngộ. HG nó cũng 6.2, XG nó cũng 6.2. Tải 11, tải được 11 kg ha, nặng 305 g, chạy 6 bạc đạn. Dây số 5 là được 150 m. Con này là hàng Mã Lai xuất Nhật cả nhà. Đây thì cũng là hộp là sách ha, cũng một cái bao ni lông. Quên. Con này là mã số đây, mã số 9, em đang bán giá là 1.850.000 bao ship nha cả nhà. Con máy tinh ha. Sang 5.000. Con này đánh biển, đánh gì đánh vô tư nè. Rồi. Mã số 10. Mã số 10 là em giới thiệu cái nhà là một con Abu ha. Abu Garcia. Con này là con Abu Garcia Cardinal thế hệ thứ 3 nha cả nhà. STX 3000 SH. JVE là 1.2 vô được 150 mà. Con này là size 3000 mà nó chà bá ta. Hoạt động siêu nhẹ luôn á. Tay quay dặn răng ha. Con này là một, nó là một con máy mới tinh chưa sử dụng nha cả nhà. Máy mới luôn, thì model mới nhất của thằng này đang bán ở bên Nhật nha. Đây. Thông số của nó như sau. Con này là mã số 10 nè, em đang bán là 1.4 triệu bao ship nha. Chạy bằng 6 bạc đạn, radio 5.8 nè. Tải được là 5,2 kg, nặng 295 g. Thông số dây nè. JVE vô được số 2 vô được 150 m nè. Thì con này nó là hai cối nha cả nhà. Nó giá là 1.4 triệu bao ship. Con này nó có hai cái cối, một cái cối màu vàng và một cái cối trong máy là cái cối màu trắng nha, màu trắng đen, này là màu vàng đen, đều là có kim loại hết nha cả nhà. Đó, hai cối nha. Còn chơi này, túi sách. Con này là hàng mới tinh chưa sử dụng nha, mới model mới nhất giờ luôn á. Rồi mã số 10, giá là 1.4 triệu bao ship nha. Máy chắc nụi à. Tay quay là tay quay dặn răng luôn á, đổi tay trái phải bình thường. Rồi từ mã số 10 trở đi là toàn bộ là máy mới tinh hết nha cả nhà. Đây tới mã 11. 11 thì con này là con máy trần nha. Con này là con Nessa, Nessa V2500. Một con máy mới 100% chưa sử dụng nha. Thì cái này là nó không có hợp. Thì con này hôm bữa em mua được cái giá bên đó là cái giá nó sale, cái giá nó tốt nha. Bữa mua được mấy con, giờ chỉ còn lại có một con một thôi nha. Dây là dây theo máy nha, chứ không phải mình vô nha. Dây là dây theo máy, họ bán là họ vô dây sẵn vậy luôn nè. Thì con máy mới tinh, mới 100% nha. Thì em đang bán con này là giá là 950.000 ha. Bao ship. Cũng là đời 2020 luôn. Thì bữa mua được là lúc thời điểm ở bên cửa hàng ở bển là họ đang sale nha cả nhà. Rồi gọi giống như là năm nay giống như là thanh lý á. Bán giảm giá thôi chứ không phải thanh lý đâu. Giảm giá được bao nhiêu phần trăm đó thì mình mua được cái giá đó, từ đó nó rẻ được chút xíu. Rồi. Bán giá 950.000 bao ship ha. Có được cọng dây rồi, cọng dây zin của máy này luôn nha, chứ không phải là dây, không phải là dây mình vô. Họ bán, họ vô dây sẵn họ bán. Rồi, con này chỉ có cái máy thôi nha cả nhà, không có hộp, không có gì hết. Mã số 11 950.000. Bao ship nha. Rồi đây, mã 12 và 13 thì là em có hai con Serona.
ta quay đôi nha. Đời con này là 2022, máy tình, bây giờ máy tình luôn, chưa có sử dụng nha, mới 100% luôn á. Đó, ta quay đôi mã 12 và 13 ha, có hai con thì mới tin là thành thử ra mình chỉ là coi cái kiểu dáng đó thôi nha, chứ bảo em bảo là nó không có trầy xước, không có bất cứ một cái trầy gì hết, nổi gì hết nha. Nó là bao bất cứ không có một cái lỗi gì hết. Thì con này em đang bán giá là giá hôm nay là em bán là giá là 1.500.000 bao ship nha cả nhà. Đây có hai con ha, trang vậy thôi, 12 và 13. Đây là thông số của nó, radio là 5 chấm, tải được 9 kg nha, nặng 275 gram, chạy bằng 4 mặt đạn, dây số 3 cho được 150 m. Thì con này là nguyên bản của nó chỉ có là cái này, một cái bài lông và cái lông đền với lại cái sách thôi nha cả nhà. Rồi 12 13 y chang vậy ha, để mình chỉ quay một con thôi. Giá là 1.500.000 bao ship nha cả nhà. Đây 1.500.000. Con này á, đợt trước em bán á, là chỉ có là giá của nó là 1.450.000 nha cả nhà. Nhưng mà hiện tại bây giờ nếu mà em lấy hàng này bên Nhật á, là cái giá họ bên đó họ đã lên cho, họ đã lên một con máy này là 150.000 nha. Tưởng như là em một lần là phải lên 50.000 thôi nha cả nhà. Đó, nhưng mà cái máy này lấy vô thì là nó mắc hơn là 150.000 nữa rồi. Đó, thành thử em sẽ bán nó cao lên 50.000 ha. Đó, thành thử là 1.500.000. Thì con máy này hồi trước em chỉ bán là 1.450.000 thôi nha. Khi nào nó giá nó xuống thì em sẽ bán nó xuống ha. Rồi, 1.500.000 bao ship. Tiếp đến là từ mã 14 cho đến mã 19 là em có 6 con. Là con Sahara. Đây. Con Sahara C3000DH tay quay đôi nha cả nhà. Nó là đời 2022 mới nhất bây giờ. Đây radio là 5.0, tải được 9 kg, nặng 265 g, chạy bằng 5 mặt đạn ha. Đây. Hàng Malaysia xuất Nhật. Thì cái con này nó, cái hộp của nó làm rất là cứng. Nhưng mà nó cũng là chỉ có bao ni lông và giấy thôi ha. Cái hộp của nó hai ba lớp gì nè. Nó dài cái máy cứ nhắc ở trong á. Cái hộp của nó là không phải màu đen nữa cả nhà, nó màu nhà binh đó. Màu xanh xanh của lính á. Chứ không phải màu đen nha. Tại buổi tối quay thấy nó màu đen ha, cũng không phải, nó là màu xanh xanh lính á, xanh nhà binh á. Làm có 6 con tất cả. Đây. Đổi tay trái phải bình thường nha. Đây con này cả nhà, là 2022 họ lại làm cái chốt này nè. Đó, em vẫn là trả lại cái chốt bình thường ha. Đó, hoạt động là siêu mượt luôn á. Đây, ta quay đôi nha. Hoạt động nó cực kỳ nhẹ luôn nha cả nhà. Đây, làm cái chốt chẳng được. Đó. Trong khi đợi 2021 thì không có ha. Qua 2022 đó là làm lại. Rồi, em có được 6 con này nha. Từ mã 14 cho tới mã 19. Mà em chỉ khui ra một con thôi nha. Mấy con kia nó cũng dị trang vậy thôi. Nó cái màu nó không phải màu đen, nó màu xám xám nè, nhưng mà là màu súng á cả nhà. Nó không phải màu đen nữa nha, nó màu xám xám á, xám màu súng. Rất là đẹp luôn á. Đây. Đây là con mã 14 nè. Đồng giá con này từ mã 14 tới mã 19 là giá là 1.800.000 bao ship nha cả nhà. Con Sahara ha, 3.000.
Đây quay đôi. Đây em khui thử giúp cái máy cho nhà. Đây nè, nó làm như vậy nè. Nó làm cứng khự à. Nè nó gài con máy vô nhà cả nhà. Cứ nhắc vậy đó. Gỡ ra phải là gỡ giấy hai ba lớp gì đó. Đó, ta quay làm vậy ha. À mà con này là ta quay dặn răng nha, chứ không phải là ta quay xuyên tâm. Đây, ta quay dặn răng nha cả nhà. Đó. Ở đây trái phải bình thường nha. Hoạt động nó rất là nhẹ luôn cả nhà. Đó, đây ha, nó đây. Từ 14 đến 19 nha cả nhà. Đấy, cái khui đó nó nằm về rồi. Đầu tiên cái máy nó về nó bọc như vậy nè cả nhà. Đó. Em tưởng là người ta bên người đó người ta vận chuyển người ta bỏ vô bao lông ha. Em về em xé bao lông dục để em kiểm tra. Nhưng mà ai gì đâu, tới trong máy này em mới thấy. Nè nó có cái tem ở đây nè. Cuốn hồn, em để lại luôn, em không gỡ nữa. Còn một con, 6 con em gỡ 5 con này. Dục mất cái bao đó trơn. Cái bao này là cái bao theo máy chứ không phải là cái bao họ vận chuyển rồi bỏ vô. Đó, giá 1.800.000 bao xếp nha. Rồi. Từ mã 14 tới mã 19. Rồi, tiếp đến là mã 20 và 21. Em là hai con máy mới tinh. Nhưng còn đây là hai con Serona 8.000. Thì cái con Serona này ở bên Nhật hiện tại họ đang bán lên giá của cho mình đó, bán cho anh em mình đó là họ lên giá mỗi con là 150.000 nha cả nhà. Nhưng mà em đem về thôi em chỉ dám lên có 50.000 nữa ha. Coi như mình mất hơn 100.000 đó. Thì đó là con máy mới tinh, mã 20 và 21 nha. Tay quay con chỉ siết là nó lật lì lật lọi. Serona 8.000. Ở đây thông số của nó radio là 4.9, tải 11 kg, nặng 615 gram, chạy 4 mặt đạn. Đó, dây rồi GB cước số GB số 4 được 300 m. Thì đây là mã 20, giá là một em bán là 1.650.000 nha cả nhà. Mấy đợt trước thì em chỉ bán là 1.600.000 ha. Và thời điểm đó em bán là 1.600.000. Bây giờ mình lấy họ tính mắc mình thêm là 150.000, nhưng mà em chỉ lên có 50.000 thôi nha. Là 1.650.000. Anh em để ý cái đó giùm em nha. Rồi, mã 20 và mã 21. Hai con y chang vậy ha. Đây. Rồi. Rồi, em vừa giới thiệu đến cả nhà là lô 21 con máy nha. Cả nhà đặt hàng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại hoặc là Zalo nha cả nhà. Số điện thoại chứ để dưới phần tiêu đề ha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của em. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo. Rồi, chúc cả nhà có nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe nha. Chúc cả nhà có ngày chủ nhật cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc với gia đình ha. Rồi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo. Cái video tiếp theo có thể là em sẽ lên những con máy mà nó còn đẹp thôi, nhưng mà máy là tiếp của cái lô này nè. Lô này em về em chọn được mấy con mới tinh em đăng trước, còn mấy con kia là từ từ em soạn ra em đăng sau nha cả nhà. Rồi, chào tạm biệt cả nhà ha, bye.